Ừ, kính chào quý vị hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 8 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần, phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phương cứ mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề, câu chuyện do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tú Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện Phúc họa đời người đều là tự thân mình chiêu mời đến chuyện của chân tâm tủ lên tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi mặc dù vận mệnh của con người là đã được tạo hóa an bài nhưng kỳ thực vẫn có thể thay đổi được mọi người chỉ cần tích đức hành thiện đây chính là phúc đức mà chúng ta tự tạo ra cho mình làm việc thiện không nhất thiết phải có vật chất dư giả điều quan trọng nhất là ở tấm lòng ở cái tâm con người vào lúc người khác đang tuyệt vọng thì chỉ cần một câu nói một ánh mắt một nụ cười hay một nét mặt ôn hòa cũng đủ để cứu giúp một đời người chỉ cần có tâm thì một việc làm nhỏ cũng có thể tạo ra vô lượng công đức bởi vì chính cái tâm lương thiện ấy đã là to lớn vô lượng thật tâm làm việc không quản ngại đó là việc lớn hay việc nhỏ đều có công đức thực sự vào thời nhà minh ở giang tô có một thư sinh học rộng hiểu biết nhiều và rất giỏi về văn thơ nên rất có danh tiếng ở địa phương tên là trương úy nham năm giáp ngọ trương úy nham bị đánh rớt khi tham gia thi trạng nguyên ngay trước bạn vàng anh trách mắng quan chủ khảo rằng có mắt mà không chồng và không biết nhìn người tài giỏi. Lúc này, có một vị đạo sĩ đi ngang qua, nghe thấy mỉm cười liền nói: "Vị thư sinh này, ta thấy văn chương của ngươi rất kém cỏi đấy." Trương Úy Nham không kìm được cơn giận, mắng vị đạo sĩ: "Ngươi dựa vào cái gì mà cười ta? Ngươi đã đọc qua văn thư của ta chưa mà nói là không tốt?" Vị đạo sĩ nói: "Ta nghe nói viết văn điểm quan trọng là ở tâm bình khí hòa. Từ nãy giờ nghe ngươi trách mắng quan chủ khảo, ta thấy trong lòng ngươi vô cùng bất bình. Thế thì sao có thể viết văn hay được? Trương Úy Nham nghe xong cảm thấy rất có lý, thế là liền hạ giọng mong muốn được đạo sĩ trị giáo. Vị đạo sĩ nói nếu như bổn mệnh không có tên trong bản vàng thì cho dù văn có hay đến thế nào đi nữa thì cũng không có gì trợ giúp được. Vấn đề căn bản nhất là phải sửa đổi bản thân mới được. Trương Úy Nham hỏi, làm thế nào để sửa đổi bản thân đây? Vị đạo sĩ nói, nếu như có thể thuận theo mệnh trời mà làm việc thiện thì phúc báo không mời cũng tự đến. Trương Úy Nham thở dài nói, tôi chỉ là một thư sinh nghèo khổ bần cùng thế này làm gì có tiền mà làm việc thiện chứ? Vị đạo sĩ chậm rãi trả lời, hành thiện tích đức, quan trọng ở cái tâm, yêu cầu trong tâm luôn có niệm thiện, thêm vào đó là phẩm hạnh khiêm tốn, luôn có tâm giúp đỡ người khác, hết thảy phải tuân theo thư mệnh mà hành. Những điều này không cần tiền cũng có thể làm được. Vì sao ngươi không tu tỉnh lại bản thân mình? mà phải đi trách mắng giám khảo đây là khuyết điểm của ngươi trương úy nham nghe xong vừa cảm động vừa tỉnh ngộ liền bái lạy cảm tạ vị đạo sĩ và ra về từ đó về sau trương úy nham một lòng hướng thiện nghiêm khắc bản thân mình tu tâm tích đức trở thành một người có nhân phẩm cao thượng anh ta về quê nhà dạy học luôn nhắc nhở học trò rằng chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Đồng thời, anh ta cũng khuyên bảo mọi người xung quanh, phải hướng thiện nên được mọi người ca ngợi. Ba năm sau, vào một đêm nọ, Trương Úy Nham mơ thấy bản thân mình bước vào một căn phòng cao và rộng lớn. Trong phòng có một cuốn danh sách, trên đó để rất nhiều khoảng trống chưa điền gì. Trương Ý Nham liền hỏi người canh giữ đây là cái gì? Người này nói với Trương Ý Nham rằng đây là danh sách những người trúng tuyển khóa thi năm nay. Nếu như trong ba năm qua bằng người đó không làm điều gì xấu ác thì tên của người đó được điền vào. Những hàng chống này ba năm qua tu thân hướng thiện sẽ có thể được điền tên trong này. Nếu như tương lai có thể kiên trì không ngừng hành thiện Thì phúc đức là vô lượng Hy vọng ngươi có thể Tự biết quý trọng Khóa thi năm đó Trương Úy Nham quả nhiên trúng bạn vàng Về sau Ông cũng là một vị quan tốt Hết lòng vì dân Hưởng cuộc đời bình yên hạnh phúc Con cháu hưng thịnh Trương Úy Nham luôn nhắn nhũng Mọi người hành thiện Chính là bí quyết để thay đổi vận mệnh Người xưa có câu trời đất là vô tư, không thiên vị bất kể ai, duy chỉ có đức là thân thiết gần gũi với trời và đất, cho nên người có đức sẽ tự chiêu mời phúc báo. Kỳ thực con người bất luận là ở giai cấp nào, làm ngành nghề gì, sống ở hoàn cảnh nào, đều có thể làm việc tốt, làm việc thiện, bất kỳ thời điểm nào đều nên bảo trì thiện niệm, thì phúc báo mới có thể lưu dài mới có được tương lai tươi sáng và tốt đẹp. Văn hóa truyền thống luôn cho rằng hết thảy danh tiếng, tài vận, phúc lộc của một người ở đời này đều là do phúc đức bản thân tự tạo ra. Người hành thiện tích đức sẽ ban thưởng xứng đáng cho người ấy. Người xưa có câu, người có đức mặc sức mà ăn, có tài mặc đức kém thì rất khó thành công. Người không quá tài giỏi nhưng có đức thì vẫn có thể phát tài phát lộc, có thể thấy cuộc sống một người có no đủ hay không đều từ đức mà ra. Trương Úy Nham trước kia có tài, nhưng đức thì mỏng, dù rất tự tin nhưng không thể độ trạng nguyên. Sau này chăm chỉ hành thiện tích đức nên được ghi tên trong bảng vàng. Xã hội hiện đại trọng thực lực, tài năng, nhiều người tưởng rằng phải hơn người mới có chỗ đứng trong đời. Nhưng mọi tài lộc của con người đều bắt nguồn từ đức mà ra. Sống không thiện hay làm điều ác, gây tổn thương cho người khác, thì khi phúc cạn, không thể có được danh vọng tiền tài. Đức có thể bảo hộ con người suốt đời, còn thiện chính là chìa khóa để tích đức. Cho nên, thay vì tính toán quá nhiều, hãy hành thiện tích đức thì cuộc đời mới bình an phú quý. Hành thiện tích đức là tinh hoa của văn hóa truyền thống, là thể hiện tâm tính Phật, hướng thiện, kính sợ thần linh, tin vào thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiên lý thiện ác, hữu báo này đã ước chế con người từ ngàn đời nay. Làm việc thiện mà xuất phát từ tấm lòng thành là chân thiện còn hời hợt chiếu lệ mà làm là giả thiện. Ví như, nếu tâm không thiện thì dù có vung tiền cứu giúp ngàn người cũng không có nghĩa lý gì. Ngược lại, tâm chân thiện thì dù không có một đồng lầm từ thiện, nhưng một nụ cười hay một cái nắm tay chân thành cũng có thể tích phúc đức kính thưa quý vị, nhạc lão bồ đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình nhạc lão bồ đề xin gửi email đến 2 2gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Nhịp cầu yêu thương, kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình văn nghệ gây quỹ giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, người phong cùi trên quê hương Việt Nam do Hội Việt Tộc tổ chức lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng Reconcord 4520 đường Trion Charlotte. Với sự có mặt ca sĩ Như Ý, Lê Huy ban nhạc Tia Nắng, giá vé ủng hộ 40 đô la. Mọi liên lạc xin gọi cô Tu Hương 7046077761 hoặc cô Quỳnh Nga 7045167975. Trân trọng kính mời.